Rồi, tôi lên xiên giáp. Tiếp tục là những là con bài xiên giáp. Mày chơi không? Dạ. Ơi. Hồi quá không chết. Cái đồ muốn ăn chơi lại bảo bảo lấy đá. Cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em, tâm trạng yên vui không đam mê cuộc đời. Má mất con rip rồi. Chết bà mày nè. Dễ kích hoạt quá ha. Mày dễ kích hoạt á. Thằng đây cũng mang nghĩ chỉ đâu một cái khủng hoạt. Vậy nó có kích hoạt cái nội tại chứ quy kìa, cái nội tại của nó kìa. Nó quy anh trước xong rồi nó đợi cái khi quay xong cái nó đúp lên cái nè và. Chết con bà mày đi. Ấy da. Bà mẹ nó thằng nào phút lúc xó trước vậy. Đại ca, đại ca. Ôi đồ chết má, đêm tuần này dân Nhật thể hiện mà chết tên ai rừng. Mày rừng với tao, mày rừng với tao. Đó. Chơi xiên giáp và Phú ơi. Nó là xiên giáp cực đỉnh. Chơi là cái này là chơi auto xiên giáp. Em cũng auto xiên giáp. Nó anh tùy nhiêu đam rồi coi tối đa là 860 luôn vật lý mẹ, giờ này máu nó nhiều, nó 884 giá nó nhiều, giá nó 42 rồi. Trời ơi má, đá trong âm hát não ghê bà, đứng trước mặt ông đá ngược lại. Bây giờ
đi về nhà nó không dám farm nữa anh ạ. Đánh thế thì... lên đây farm, anh cho mình lên đây farm. Giỡn mặt với chị ba hả? Xuyên giáp và đỉnh quá. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn, ta trong tay ta quên đi cuộc đời. Sẽ giáp 40 anh tì vì 940 sát thuật lý. Một mình trong đêm không phải ai cô đơn. Biến ngay cái đầu hả? Anh xin sát lực đó chứ không phải là dạng dẫn chơi đâu nha. Cái gì vậy ba? Chơi lại thế. Ủa đầu nó level 6. Nhẹ thẳng vào đâu anh. Dễ gì cho bắn cái rờ được. Rồi mày lại đây. Lu để em chết nó. Ok, tao đang nhử nó nè. Chó này sao nó không lên nhỉ? Mày thấy tao nhử chí không? Chạy cái gì? Quy e nè. Trời ơi, mày chạy theo là dư sức luôn, biết dạng búa mày đứng đây là nó đứng đây rồi. QVE là chết rồi. Gà thiệt chứ. Má anh công tình nhử cho mày. Đây, đằng nào cũng chết nó. Anh còn hạt xít đâu. Anh nghe. Mày trời đó, mày chết tao nè. Má mắc quay rip luôn rồi. Cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em, tâm trang yên vui không ham mấy. Ê, hai số
Cho họ ghét con đi em, cho họ ghét đi em. Tâm trang yên vui, không đam mê cuộc đời. Nói hát, cho họ hát lên. Mẹ em đi này, nó còn thiêu đốt em nữa chứ. Mẹ quạt. Mày được đấy. Để tao. Giết nó anh. Đây cái gì giết nó? Mày thấy cái một thấy một cái sự bốc hơi nhẹ nhẹ không? Mày thấy anh cháu bốc hơi không? Nửa cây kìa. Dạ. Thằng nghỉ luôn thật đấy. Giết mày luôn bây giờ chứ mày đứng mà. Không có chitana nó lình anh nè. Gì giết nó anh. Giết con à. Bố chitana thế thôi. Úi giời. Kiếm cái bà lâu coi. Má anh đành phải lên top. The sparkle in their heart is out. Lucien. Ủa Lucien đủ mới 1-2. Vãi đấy. Ô thôi sao? Khốn nạn. Đéo cướp được gì hết má bực. Đéo cướp được cái gì hết. Khó tức quá. Nó ra 1800 sát thương mà quần Garen nó đỡ hết trơn. Ô Garen lên xin giáp luôn kìa. Ngồi trong đêm không thấy ai cô đơn. Lấy trong tay ta quên đi sự đời. Đời này không có bao nhiêu dèm pha. Cậu vợ đi cướp rừng coi. 1800 sát thương. Ta nè này quá lương rồi. Cậu vợ ăn con rết coi. Ôi má nó thiếu đam kìa, tức thiệt chứ, mình e sớm quá. Đợt.
thời mình đéo cướp được cặp. Ghét nữa. Tiếp nhảy lên mẹ, để cho mấy cái hit đi mẹ rồi. Giả kiếm này bắn nè, 100 mấy sát thương, cái này nữa là 300. 300 quy nhiêu nữa? Quy 300 là 600. Nội tại nhiêu nó 96 đam. Ý chỉ nữa. Dồn 1000 đam trong vòng 1 nút nhàn. Ý chỉ nhiêu nữa? Ý chỉ trăm mấy nữa. Tại xuyên giáp tới 48 rồi. Chứ tên nào full máu bạn thấy tôi cho tôi cho nó bốc hơi không? Xuyên giáp mà kinh lắm. Anh tay nữa. Bốc hơi ngay lập tức. Giờ có vào ăn con sói này kìa. Ok. Để sống đầu thôi. Bà mẹ là giết mình luôn nè ông ơi. Bóp. Mình bóp rồi. Căng ba muốn rồi. Ngon một lúc lên đây. Ôi không chết kìa, bà mẹ tóc biến luôn rồi, còn miếng máu má đấy, miếng đam. Cây thiệt. Hình cho mày nhé. Thiếu miếng đam nhé. Cho họ ghét đi em, cho họ ghét đi em. Tâm trang yên vui, không đam mê cuộc đời. Dẫn được đâu. Đấy, xuyên giáp 66 rồi. Bắn mấy cái ngàn đam. Turret destroyed. Thank you.
Má tôi mạnh quá. Má vô kia chứ. Thằng kia chết mà anti thừa luôn, vãi đái thì. Vậy thôi. Má sức lực là E lên đánh thường cái là muốn xỉu rồi. Một cân tất cả là đây. Rồi. Giờ lên giao giao điện vô cực nữa. Bắn chí mạng cái là xác định chết. Cẩn phú là một bí hit. Em cho anh một hit rồi. Mày chưa đi lại anh là mày WR lấy gì cặp vậy trời. Mày giống thứ đồ đó là một rào là đi. Anh bao nhiêu bộ anh rồi? Em chỉ một bộ là anh đi rồi, anh bộ nhưng mà mày sao đụng được anh? Mày cái e anh cáo thơ cái quy búa mày đó. Muốn thử không? Thử luôn. Muốn thử thì hồi ra nó cú tâm. Đổi ai đi. Hồi ra cú tâm. Mày đâu hả? Anh nghe nó con chó này. Ngồi ra cũng tâm mày cầm ra em cầm Lucian. Được không? Điên à. Anh khôn về ai chứ. Bắn có sợ cái lồn gì vậy Phú? Không còn gì mà. Eo cái tùm bụt. Má con này khác gì quân cảm tử đâu. Bùm cậu ngay tâm. Tính ra đi xin mà nó phế thiệt cái chứ nhưng phải phế chơi. Phế gây luôn. Tám bốn xuyên giáp rồi đó mày, nhiêu xuyên giáp? Em á? Ừ. Xem nào. Xuyên giáp là ấn chữ C thôi. Ờ. Xó xó xuyên giáp. Quá yếu. Đéo thấy nào chát gì hết trơn ta. Còn nghe thức không vậy trời? Chát lên nghe biết còn sống không? Chết cái gì Phú? Trời ơi đậu xanh thậm chí là giết luôn này luôn nè. Đậu mới ra mới e nó một cái bắn quy nó một cái thôi đó. Penta luôn nè Phú. Đụng. Cùng đời trong đêm đâu phải ai cũng đâu đơn tay cũng à bên trận nữa nghỉ.